Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Vidya. Thương hiệu xe Avios là một thương hiệu của Mỹ có tiếng trên thị trường hồi 2012. Tuy nhiên thời điểm đó thì cũng không khá nổi bật so với JBL, BMW hoặc là BMK. Hiện nay thì xe Avios có đẩy mạnh về thiết kế mẫu mã, chất lượng sản phẩm cũng như là giá thành rất là mềm. Nhật Hoàng là nhà hợp tác độc quyền của xe Avios, và tất cả những sản phẩm của xe Avios của Nhật Hoàng đều được Vidya phân phối chính thức. Thì hôm nay Lợi sẽ giới thiệu nhanh cho các bạn về cái thương hiệu xe Avios cũng như là cái mẫu loa xe Avios NLF710 này nhé. Vidya, chuyên gia âm thanh karaoke. Vidya, vối theo nguyên lý, lắp theo âm học. Về mặt thiết kế, loa chính hãng xe Avios NLF710 làm từ gỗ ép nhiệt nhiều lớp chắc chắn, có thể chịu lực cao, bên ngoài phun sơn siêu bền màu giúp chống chảy xước. Thiết kế mặt loa hình vòng cung với tấm bê căng bảo vệ cũ loa bass bằng thép không gỉ, cùng logo xe Avios dập nổi dạng sơn sần màu vàng nổi bật ở giữa. Loa xe Avios NLF710 được thiết kế với một loa bass tổng 25cm, hai loa chép chung và hai loa siêu chép, kích thước 2cm mở rộng sang hai bên, đạt chuẩn công nghệ USA. Mặt trên của loa được trang bị vị trí để treo loa dễ dàng trên tường, đảm bảo âm thanh được truyền đi tốt nhất. Bây giờ Lợi sẽ giới thiệu về công nghệ và tính năng của sản phẩm xe Avios NLF710 này. Thì loa xe Avios NLF710 được thiết kế với hệ thống 5 loa 3 đường tiếng cho chất âm trong trẻo và trung thực, với mạch bảo vệ loa chipster giúp cho tránh hiện tượng cháy chip khi mở cường độ cao. Loa này được kiểm chứng bởi công nghệ hiện đại của Hàn Quốc, đem đến độ tin cậy rất là cao đối với khách hàng. Loa xe Avios này có cái công suất rất là lớn, 200, 400 và thực tại là 800W trên một loa, với cỡ kháng là 8 ohm và độ nhạy là 90dB. Thì các bạn có thể phối với những omni có công suất từ 500 đến 700 cho hiệu suất nó tối ưu. Với công suất lớn như vậy thì loa xe Avios này đủ lắp đầy những cái không gian lớn như từ 25 đến 30m2, và nó phù hợp cho những cái hộ kinh doanh chuyên nghiệp cũng như là nhà karaoke gia đình của chúng ta. Vidya, chuyên gia âm thanh karaoke. Vidya, phối theo nguyên lý, lắp theo âm học. Kể từ khi xuất hiện dòng loa chính hãng NLF710 đến từ thương hiệu xe Avios này thì cũng khiến cho các đối thủ khác trên thị trường cũng phải dè chừng, như là loa JBL KI08 hay là Paramax D2000 Neo. Hy vọng thì qua clip này cũng sẽ giúp cho các bạn có thêm một sự lựa chọn khá là hoàn hảo cho dàn karaoke nhà mình. Hiện tại thì loa xe Avios NLF710 được bán tại Vidya với mức giá 6,6 triệu, thì khá là hợp lý với dòng loa hai chính hãng chất lượng như vậy. Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc là trao đổi gì thì có thể comment bên dưới để cùng Vidya tư vấn và hỗ trợ cho các bạn, hoặc là các bạn có thể gọi lên số hotline của tổng đài để được nhân viên tư vấn trực tiếp. Bên cạnh đó thì các bạn cũng có thể ghé bất kỳ cái chi nhánh nào của Vidya tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc Vũng Tàu để được nhân viên hỗ trợ cho mình tốt hơn. Subscribe Vidya, chọn thiết bị Kara, hát hay, giá tốt.